It's the memories of them that caused this pain. Memories of them that drained you drop by drop, making you hollow, deep inside. Đây là phần tiếp dẫn cốt truyện nhé các bạn. Tức là lại không có việc sớp. Tiếng Anh của mình thì cũng hơi toang, cho nên là mình không thể nào sớp cho các bạn được. Still fear death, not as a process, not for the pain you feel. Chỉ có một điều chắc chắn là anh ta đang bế vợ trên tay thôi. You're afraid of death and relief. Ông bác sĩ đang cố gắng cứu người trong một tai nạn xe hơi, đúng rồi, tai nạn xe hơi. Anh ta đã mất đi người vợ của mình. Không phải là mất mà sau đó thì người vợ được đem về chữa trị, nhưng mà đột nhiên người vợ biến mất các bạn ạ. Đây, cái đồ họa này nó hơi tệ, nhưng không sao. Với cái lối chơi như vậy thì cái đồ họa như này cũng có thể chấp nhận. Mình thì vẫn chưa biết là cái game này là góc nhìn thứ ba hay góc nhìn thứ nhất nữa. Giờ chúng ta có thể biết được. Một tựa game bắn súng có cốt truyện hay, nghe rất hấp dẫn, đúng không? À, góc nhìn thứ ba các bạn ạ. Ui, tốc độ chuột. Camera speed giảm xuống. Cái gì vậy? What the heck? Cái cơ chế âm thanh của nó, chúng ta là hướng về chỗ nào thì chỗ đó có âm thanh các bạn ạ. Điện thoại đâu kêu nhỉ? Đây à? Đúng rồi. Bạn tìm E nhé các bạn. Nghe thôi. Bắt các chờ nè. Good evening, Dr. Miller. Chào buổi tối, bác sĩ Miller. Sorry to bother you so late, but it... Ôi, chưa kịp đọc hết ha. Mọi thứ ổn chứ? Something happened to... Có chuyện gì xảy ra với người tên nào đó không? Mình không đọc kịp các bạn. Okay, I'll be there as soon as possible. Tôi sẽ đến ngay khi có thể. Cái motion blue này không tắt được nhở? Nó khá là khó chịu các bạn ạ. Mà cái phần chuyển cảnh nó làm mờ đi. À đây, motion blue, tắt được cái đấy. Tắt cái này đi nhá các bạn. Tắt cái motion blue đi nhá. Nó làm cho cái phần quay góc nhìn của các bạn nó bị mờ ấy. Này, giờ nó không bị mờ này, các bạn thấy không? Mình sẽ cho các bạn so sánh lại cho các bạn một lần nữa nhá. Này, không bị mờ này, đúng không? Còn nếu các bạn bật cái motion blue lên ấy. Video bật lên này. Này, các bạn chuyển cảnh thấy không? Nó bị mờ rồi. Đây là điều tối kỵ trong mấy cái game bắn súng này. Với cả những cái game mà cần tốc độ xử lý cao, phản ứng nhanh này. Các bạn nhớ tắt đi nhá. Đây này, motion blue xem nào. Apply, sau đó close. Bây giờ làm gì nhỉ? Ấn gì? Không có notice gì hết, không có hướng dẫn. Tắt nó đi. Mình sẽ khám phá căn nhà coi, mở được tủ lạnh không? Không mở được. Đây là cửa sổ rồi. Không thấy gì cả, có lẽ chúng ta sẽ đi ra cửa các bạn ạ. À, cái này là cái tủ quần áo à. Cửa đường nào ra? À đây. Đây đây, chắc chắn đây rồi. Sắt để mở. À đây. Ship để chạy nha các bạn. Mấy cửa mở đâu ta? Có lẽ chỉ đi thẳng rồi thôi. Thường thì những kiểu game như thế này nó sẽ có chỉ đúng độc đạo một con đường thôi để chúng ta đi thôi. Chúng ta không có nhiều cơ hội để lựa chọn những con đường khác. Trừ khi đó là game thế giới mở, thì chúng ta có thể lanh quanh được nhiều chỗ hơn. Và đặc biệt cái game này nó có chỉ có dung lượng có ít như vậy, thì có lẽ chắc chắn là chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn để đi lanh quanh rồi. Cửa này đúng không nhỉ? Không phải, phải là cửa này à. Đúng rồi. Khá là dễ đúng không nào? Nó chỉ có một con đường thôi, chúng ta chỉ đi được đúng đường đó thôi, không đi được đường nào khác cả. Đó là những cái game mà có cốt truyện sẵn thì thường hay là phải như vậy. Mình thì chỉ mong chờ tới cái phần bắn súng xem nó như thế nào thôi, chứ còn mấy cái phần này thì mình không quan tâm lắm. Why should I fear death? Sao tôi lại sợ chết?
If I am, death is not. If death is, I am not. What the fuck? Ngoài, đây rồi, ra ngoài đấy các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới. Làm thế nào để biết được cái bản đồ để mà đi nhỉ? What the fuck? Cứ chạy lòng vòng trong mưa thế này thôi. Và cái bánh này. Ăn được bánh à? Hay nhỉ? Nó sắp biết đường nào để mà đi nhỉ? Lên được xe không? Không lên được các bạn. À, chắc là nó cũng chỉ có xuất hiện vài con đường nhỏ. Có rẽ trái này. The fuck, làm sao giờ? Ai đây? Góc này cũng là góc đường cụt các bạn ạ. Vậy sao đi đường kia? Giờ thì rẽ trái hay rẽ phải? Trời ơi. À, ra đây được à? Có người đợi chúng ta này. Cái game này nó không có hướng dẫn nên là chơi cũng hơi khó các bạn ạ. Và taxi. Đúng rồi. Ai đang theo dõi chúng ta nhỉ? Bà nào đây? Trông ghê vậy. Hả? Ui. Vãi lúa. Cái mỗi lần chuyển cảnh nó phải loa dinh các bạn ạ. Nhanh nào, đến cái phần bắn nhau xem nào. Mình nghe nói là game này được trang bị rất nhiều súng ống khác nhau để có thể bắn quỷ, bắn ma gì đó. Mà bây giờ thì vẫn chưa được cầm cái gì cả. Có lẽ phần cốt truyện đầu nó hơi dài. Tác giả ở đâu, những người sản xuất game có lẽ họ muốn chúng ta cảm nhận cốt truyện này nó sâu sắc hơn tí trước khi đến cái phần hành động của game. Hình ảnh thiết kế trông khá là tệ. Rồi, chúng ta sẽ vào bệnh viện. Và bây giờ có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra rằng người vợ chúng ta đã biến mất. Chắc chắn rồi. Theo cốt truyện là như vậy. Đi xuyên cửa luôn. Giờ cái bệnh viện này đi lên lầu như thế nào anh ơi? Vãi lúa thật. Cửa nào cũng sáng cả, hay cửa này ta. Thang máy. Không phải thang máy luôn. It's not the time. I need to go upstairs. I don't need to go there right now. Vậy đi đâu? Đây chăng? It's not the time. Upstairs. Upstairs. Lên trên á. Lên trên đi thang máy hay là đi đường bộ? Đi đường thang bộ nó ở đâu? Thì game này nó không có cái gì nhỉ? Có cái phần hướng dẫn cho nên là khó mò các bạn ơi. Mở cửa này thôi. It's not the time. I need to go upstairs. Upstairs. It's only for staff. Other one. Cái này. It's only for staff. Không sử dụng được. Hai thang máy đây. Ui giời ơi, mò mãi mày. Cái này nhá các bạn, cái thang máy này nhá. Trong bốn cái thang máy khiếp thật. Bật E. Cái này mệt mỏi nhờ. Rồi, có lẽ là mình sẽ dừng lại đây thôi. Chứ nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì phần cốt truyện của nó sẽ kéo dài, phải nó vô biên quá. Không biết là bao giờ nó mới xong nữa. Mình sẽ kiếm một cái gì nhỉ? Kiếm một cái phần gameplay của cái tựa game này cho các bạn coi qua về cái phần bắn súng của nó nhá. Chứ còn bây giờ nếu mà mình cứ tiếp tục như thế này thì mình không biết là bao giờ nó mới xong luôn. Cái game thế này nó thường như thế nào nhỉ? Thì là đầu tiên là người vợ biến mất này. Làm một chẳng phải khoảng tầm 10-15 phút nữa thì người vợ bắt đầu mới biến mất đúng không nào? Sau đó thì người chồng bắt đầu đi tìm hiểu nguyên nhân rồi mới bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, sau đó thì mới bắt đầu lao vào chiến đấu để mà giành giật cái mạng sống của người vợ đúng không nào?
Cho nên là mình nghĩ là đến cái phần bắn nhau thì nó sẽ phải mất cả nửa tiếng đến một tiếng nữa cơ. Cho nên là có lẽ mình sẽ dừng lại đây thôi. Mình sẽ kiếm một cái phân đoạn gameplay nào đó về cái phân cảnh hành động của tựa game Crying Inop Inop này cho các bạn, được chưa nào? Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn rồi. Chúc các bạn đã là game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn. Understand only one thing, my son. That for cockroaches, death is not a form of extermination. We built this place to find a solution to this problem. For the greater good. For a clean world without cockroaches. We will fight for this vision. Because while you try to impose order, build this perfect world, they're popping out everywhere, overreacting, preventing great men, men with vision, to make great things. God, help us all. God, help us.